Các thực phẩm có độ ẩm càng cao, càng giàu chất dinh dưỡng thường dễ dàng bị vi sinh vật, vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập gây hư hỏng sản phẩm nhanh chóng dù đã sử dụng gói hút ẩm. Vì sao? Bởi vì gói hút ẩm chỉ hút ẩm thôi, mà môi trường oxy mới là nguyên nhân chính gây ra hư hỏng sản phẩm. Thấu hiểu những vấn đề của quý khách hàng, Hansan Việt Nam xin giới thiệu dòng sản phẩm mới. Gói siêu chống mốc sàn rài, có tác động kép vừa hút oxy và vừa ngăn chặn vi sinh vật gây hại. Nhờ đó có thể giúp tăng cường bảo quản, kéo dài hạn sử dụng cho thực phẩm mà không phải dùng nhiều phụ gia bảo quản. Đây là sản phẩm hoàn toàn mới, sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại từ Malaysia với các nguyên liệu cao cấp, thân thiện với môi trường, an toàn với người sử dụng. Gói siêu chống mốc sàn rài có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều sản phẩm như khô bò, khô gà, trâu gác bếp, các loại bánh truyền thống như bánh chưng, bánh trung thu, bánh bía hoặc các loại hạt như hạt hướng dương, hạt bí, hạt điều và rất nhiều loại sản phẩm khác. Để phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu trong quá trình sử dụng, quý khách cần có một số lưu ý như sau. Thứ nhất, bao bì đóng gói sản phẩm phù hợp cần không được quá mỏng, tránh để oxy thẩm thấu vào làm giảm hiệu quả gói siêu chống mốc sàn rài. Thứ hai, sản phẩm có thể đóng gói trực tiếp cùng với thực phẩm, túi cần được hàn mép kín. Thứ ba là khi bảo quản thực phẩm bằng gói siêu chống mốc sàn rài, thì có thể giảm bớt nhu cầu phụ gia và bảo quản. Nhờ đó mang lại cho người tiêu dùng thực phẩm sạch và an toàn sức khỏe nhất. Nếu bạn muốn biết thêm về các giải pháp bảo quản thực phẩm an toàn, hiệu quả, mới nhất từ Hansan Việt Nam, hãy để lại bình luận ngay dưới video này, hoặc gọi ngay hotline 0901701 702 để chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy subscribe kênh Hansan Việt Nam và chia sẻ cho một người bạn của mình cùng xem nhé.